Để đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tránh lây chéo trong khu cách ly tập trung, thị xã Mỹ Hào đã triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát các hoạt động trong khu vực. Tại các hành lang và các khu vực xung quanh khu cách ly đều có các mắt camera kết nối với màn hình trung tâm. Qua hệ thống giám sát, lực lượng chức năng theo dõi, nắm bắt được hoạt động tại các khu phòng cách ly nhằm giám sát, xử lý kịp thời, không để xảy ra các hiện tượng mất an toàn, không đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch bệnh. Hiện nay, trong khu cách ly tập trung của thị xã Mỹ Hào tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Cơ sở 2 có gần 200 trường hợp F1. Hệ thống camera giám sát đã hỗ trợ tích cực cho lực lượng chức năng thực hiện tốt các nhiệm vụ trong khu vực cách ly.